bắt hơn 3 tấn gà và thịt heo Trung Quốc. Sáng nay ngày 22 tháng Giêng, tại quốc lộ 1A, đoạn gần cầu Phú Đổng, Gia Lâm, Hà Nội, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã bắt một chiếc xe tải chở 2.5 tấn gà và 1 tấn thịt heo nhập lậu từ Trung Quốc đang trên đường được đưa đi tiêu thụ. Tất cả số hàng hóa đều không có giấy kiểm dịch bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Số gà bị chết gần hết, 18 thùng xốp thịt heo đã chuyển màu và bốc mùi. Đặc biệt, số thịt heo được tẩm chất hóa học bảo quản và có dán tem Trung Quốc. Tài xế Hà Văn Bích, 40 tuổi, đã khai vào sáng hôm nay rằng Bích đã cùng với phụ xe Nguyễn Văn Thành, 31 tuổi, dùng xe chở số hàng không rõ nguồn gốc từ Bắc Giang về chợ Hà Vĩ ở Hà Nội để bán. Trên đường vận chuyển thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Bích và Thành khai chở thuê cho một người có tên là Nguyễn Văn Dũng, một người ở cùng xã Vĩnh Kế. Toàn bộ số hàng và xe đã bị lập biên bản, đưa về trụ sở đội quản lý thị trường số 11 Hà Nội xử lý.